Hello. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép Ali gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt tại buổi tối ngày hôm nay ở đây. Và rất là vui khi được một lời mời quay trở lại với lại đoàn Lô Tô Tân Thời. Và đây cũng là một trong những dịp đầu tiên sau khi dịch, nghỉ dịch nhiều đợt thì Ali đã được lên lại sân khấu. Rất hy vọng ngày hôm nay sẽ nhận được nhiều sự yêu thương của tất cả quý vị ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Đầu tiên thì quý vị muốn nghe em hát nhạc vui hay là nhạc nhạc buồn ạ? Ok, dạ rồi. Vậy xin gửi tặng mọi người một ca khúc nhạc ca khúc của em lúc em vừa thi xong, em có cho ra mắt và cũng được nhiều người yêu thích. Còn mọi người ở đây có yêu thích hay chưa thì em chưa biết, nhưng mà rất hy vọng là sau đêm nay thì mọi người sẽ ủng hộ cho bài hát này. Ca khúc được mang tên Theo Anh. Xin tất cả mọi người cùng thưởng thức ạ. Thank you. Có phải em là khinh thần đến bên anh thật em cần? Hãy cho em gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh đây, nắm đôi tay của anh đây. Hãy theo anh đi khắp. Mùa xuân tận nơi gặp là trên ngàn hoàng hôn, mùa đông tận nơi gặp là London. Đang chìm trong tình yêu tận nơi gặp là Paris. Đêm cùng anh đừng rời xa người. You are my angel.
được mang tên Đường Em Đi, anh sẽ đi ngược lại. Xin tất cả mọi người cùng thưởng thức. Dạ. Phải xin biết rằng đồng yêu thân nhau, anh đã phải cố gắng để sống một cuộc sống mới. Phải xin em biết rằng anh vẫn luôn đứng chờ để được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói mới. Có hay không từng cùng cô đơn trong anh đang từng cùng cô đơn vì chẳng tìm cho mình được cái kết quen một người. Anh biết có chút chỉ lên anh đau, nhưng ngày mai anh lỡ tin phép màu sẽ mang cho anh một lần sống. Cho mọi người sẽ có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và tối nay về sẽ ngủ thật ngon ạ. Cảm ơn tất cả quý vị ạ. Thank you, cảm ơn em rất là nhiều Lê ơi, cảm ơn em rất nhiều nha.